Vâng, Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh nha. Thì quý cô chú anh chị ơi, ngay bây giờ thì Duy Minh thấy có bà con cô bác nè đi xe ô tô đến để viếng mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Mời bà con cô bác theo chân Duy Minh nha. Con chào cô nha. Cô mặc áo có sao luôn quý cô chú anh chị. Tem rimatit gì nè. Ồ, chú rất nghệ sĩ hay sao á. Ờ à, đúng ha, giống nghệ sĩ thường tính rồi. Hình như chú này chắc cũng có làm nghệ sĩ. Con kính chào cô chú anh chị, trả lại kênh YouTube của cô nó rồi. Mẫu đây nè cô. Mẫu đây nè. Dạ. Dạ. Cô với chú là từ đâu đến rồi cô? Của vô một anh ha. Chú có làm nghệ sĩ không à? Thấy chú nghệ sĩ gì à? Dạ. Chú hát phòng trà hả? Là cũng nghệ sĩ rồi. Mà chú giống nghệ sĩ Khương Tính ha. À, giống ghê luôn quý cô chú anh chị. Nè. Nghệ sĩ Khương Tính. Fan của chú ha. Là đến đây lần hai rồi hả cô? Nhiều lần. Dạ, lần nào đi là cũng ghé đi thăm người nhà, thăm người nhà là ghé thăm dữ lắm. Dạ. Chắc là chú hát hay lắm ha cô. Tối đi hát với nhau rồi chơi rồi thôi. Dạ. Dạ. Đúng rồi, hát với nhà. Cô chú có biết hát ca cổ không chú? Ca nhạc không hả? Nhạc trữ tình hả chú? Vũ Linh danh ca, ca hay quá. Yeah. Người vừa đẹp trai, tài quá, quá chết sớm ổn. Yeah. Không biết sau này có ai nói nghiệp chú không ha cô? Thấy có Vũ Linh, nhưng Vũ Linh cũng không thấy ha. Yeah. Vũ Linh thì hầu đó nổi tiếng cũng lực lượt với Vũ Linh, nhưng mà giọng ca của ông không bằng. Yeah. Không bằng Vũ Linh ha. Ừ, Vũ Linh này tại hay, vì Vũ cũng hay. Nghệ sĩ Vũ Linh là con của con nuôi mà. À, con nuôi, nhưng mà cũng như hồi đó mình hầu mà hai người mới nổi á thì mình lại tưởng là cái ông này á là ổng bà con anh em gì với ông Vũ Linh. Nhưng mà thật ra không phải, sau này mình mới biết ổng con nuôi. Dạ. Ở đây cũng nhiều người chăm sóc mộ phần Vũ Linh chu đáo quá hen. Dạ. Cô thấy sao cô? Thấy quá chu đáo. Dạ. Cô thấy quá chu đáo chứ một số người đòi kêu tụi con dẹp đi. Không có, làm vậy là chu đáo. Dạ. Yeah. Khi mà khán giả đến đây là người ta mới cảm nhận được. Đúng rồi. Còn những người ở nhà thì không có cảm nhận được. Đúng rồi. Trời ơi, chứng ổng cũng là một cái thiên tài mà giờ chết đi có cái tìm được cái người như ổng ở đâu. Dạ. Yeah. Mà mộ cô thấy có ai mà ở đây mà chăm mộ các cái ngôi mộ khác không? Thấy tại sao mà bao nhiêu mã đi ngang đây người ta đi luôn mà ổng người ta phải ghé để người ta học. Dạ, đúng rồi cô. Phải có một cái gì đó hả cô? Đó, thì ổng phải là có cái gì đó sức hút, sức hút. Không, mà Vũ Linh tài quá. Dạ. Mà hiền đó. Dạ. Đó, rồi, xe em sẽ kêu. Cho nên tụi con mới ở đây chăm mộ chú á. Chứ chú mà không có tài. Chú mà không có tài, không có đức thì tụi con đâu có ở đây chăm mộ đâu cô. Ví dụ như chú mà có tài mà không có đức thì tụi con cũng không có chăm mộ đâu. Cho nên là có tài có đức luôn mới chăm mộ chứ. Con cảm ơn cô nha, đã gỡ cái lời chia sẻ đến cho bà con cô bác ha cô. Chúc gia đình cô nhiều sức khỏe, vạn sự bình an nha cô. Dạ. Cô ở Bình Dương. Ở thành phố Thủ Dầu Một. Tỉnh Bình Dương. Nếu mà khán giả cũng như cô, ai cũng như cô. Đỡ cho mấy anh em mình quá. Không phải anh ơi, khi mà người ta đến đây người ta mới cảm nhận được. Chứ nhiều khi ở nhà đâu có cảm nhận được đâu. Sạch. Cứ tối ngày ở nhà lướt qua video thấy anh em cái rồi lên bình luận nói này nói kia. Đó là mà mình cũng không trách được. Tại vì cô chỉ có một số ít thôi. Một số ít nào đó. Một số ít chỉ dài ví dụ một cái video á.
chỉ mới có một vài người, một số người thôi, cũng như là kiểu canh đang ngon lành vậy mà có một con sâu thôi để làm sầu với cái nồi rồi. Nhưng mà nói chung thì ai cũng có vậy thôi. Đúng rồi, vậy rồi. Nghệ sĩ, diễn viên hay bất cứ ai. Con Mỹ mà. Phải có fan dạ. Có fan đúng. Đúng rồi, chứ fan. Vậy mới gọi là đời sống và xã hội. Nhưng mà thấy mấy cô chú mà đến đây mà khen mẫu của chú đẹp nè, sạch sẽ đâu ha, là mấy anh em mình phải nói là cảm thấy vui ha. Nhưng mà đâu phải ai đến đây cũng khen, cũng có một số phần nhỏ đến đây. Ôi, có gì đâu làm gầm gà đó ầm ầm cả năm nay đó, cũng có nhiều người nói vậy đó. Không tao gì mộ nhỏ xíu, mộ nhỏ xíu quay lên chà bá mấy YouTube này thiệt tình đó, tại vì trong phim thì sao thì mình vậy chứ mình có chỉnh sửa được gì đâu. Chính cái tốt cũng có cái xấu đúng rồi, mình phải chấp nhận đó, nói chung là phải chấp nhận với các chú anh chị. Anh em mình đã cam chịu ở đây rồi. Đây là để Duy Minh chia sẻ lại cho bà con cô bác hiểu về thêm mẫu của chú ha. Mộ của chú làm là đến gần là khi mà gáp á quý cô chú chị, gần là 100 ngày mới gáp được. Thì mẫu của chú làm bằng đá, đây là đá xà cừ Na Uy. Đó, được nhập từ nước ngoài về quý anh chị, là một loại đá rất là cứng và có cái độ bóng rất là bóng chiếu quý cô chú chị đây nè. Của Ấn Độ, ha. Còn cái mão của chú á, làm từ đá đỏ Ấn Độ, quá quý cô chú chị, và được rất là bóng. Với không phải mà đá từ nước ngoài về đá xà cừ Na Uy mà nó bóng sẵn luôn nha, cũng phải theo con người rèn giũa mỗi ngày lau chùi nó mới bóng được. Mà đặc biệt là những người thợ đó, người thợ điêu khắc, những người thợ mà mài mò, phải nói cái mão của chú là nội. Cái phần thân này quý cô chú chị làm xong trước, nhưng mà cái mão của chú á là gần đến 100 ngày á mới hoàn thành được, cái quý cô chú chị. Tại đây nó có những cái đường nét hoa văn á quý cô chú chị. Cho nên á là mà những người thợ người ta rất là kỹ luôn, đặc biệt là bên Hoa Viên Bình Dương là chịch một chút là không chịu đó quý cô chú anh chị. Phải là mà bà con bác thấy nhìn cái đồ bóng nè, đồ bóng nè ha quý cô chị, rất là bóng luôn. Nó bóng ngớ luôn nha quý cô chú anh chị, chứ không phải là bình thường đâu. Và đặc biệt nữa là có sự tham gia tham dự của các thành viên ekip quý anh chị, sáng lao chiều lao, cho nên là rất là bóng luôn quý cô chú anh chị. Nước chảy đá mòn à, với đôi bàn tay phải nói là của con người mình phải nói là rất là lợi hại luôn hết anh. Bên Duy Minh sao dưới đôi bàn tay ngọc dữ mộ, đôi bàn tay ngọc dữ mộ nữa hả? À, đó trời, bữa nay thấy gồng không, bữa nay gồng ra hồng ra lá xinh xê luôn nè cô chú. Đôi bàn tay ngọc dữ mộ bữa đó chút xíu nữa là làm chết cây của chị luôn. Ngờ anh nói là có đôi bàn tay của anh mộc dữ mộ nữa. Cái này là mình nói là mình phải nói chung hết anh em hiểu không, chứ là không có ai hết. Nếu mà mình nói mình cởi ra ngoài là không được. Đúng rồi. Mình phải nói chung hết anh em. Nếu mà nói về cởi chắc em cởi chắc đầy luôn á. Gồng nay đem vô, rồi lăn ai đem vô, rồi mấy cây đó ai đem vô. Giờ em đem vô mà không có thầy phụ. Đúng rồi. Ai là người đem vô? Đúng rồi, không có thầy phụ của mấy anh em rồi ai làm sao mà khiêng được đúng không? Cho nên là mình nói chung hết chung. Tất cả anh em hết. Xin vô và đem vô và ghim vô luôn vô. Cũng thay nhiều lần luôn. Thì nếu mà những cái nhà tạo cây này nếu mà không phụ, có anh em phụ thì cũng ghim luôn. Đúng rồi, bởi vì cái gì nó cũng có cái sự đón cũng như là phải đóng góp của những thành viên quý quý vị. Chứ mình làm nhiều khi có những việc mình làm một mình không được đâu quý quý chú vị. Ồ hay quá quý chú vị ơi. Cái lúa bữa nay mọc lên nè quý quý chú vị. Lúa nó rồi, ồ cái lúa quá. Bởi vì nay lên mọc cái khác thôi ha. Bởi vì hạt ngọc luôn luôn lúc nào cũng có ở mậu chú. Ai đến mậu chú cũng đều có hộp ngọc hết. Hộp ngọc ông trời mà. Như là dụng hoa thấy cỏ lên hơi nhiều. Đây là bốn cái cây tiểu thư của chị Gina Nguyễn nè. Lúc mà còn gây gặp á, Gina Nguyễn. Chứ không phải Tina nha. Gina Nguyễn. Chị là bầu xô ở nước ngoài á. Chị bầu xô ở Đức. Đó. Bốn cây ở sau đó là cũng của chị luôn đó quý chú vị, bốn cây này nè. Nói chung là cái gì đây là mình cũng phải nhờ cái sự đoàn kết của anh em quý vị. Cái gì
anh em người một tay một chân vô phụ vô quý anh chị đó, tạo nên cái mộ của chú có quang cảnh cây cối đẹp sạch đẹp quý chú vị, là nhờ của bàn tay của mấy anh em ở đây quý chú vị đóng góp vô đó, và còn kể cả khán giả luôn đó, có khán giả quý vị, những người những người là không ai thể nào xâm phạm được hết, cái gì cũng thành công hết. Những người khán giả có mấy sâu đó anh, mấy sâu bây giờ mấy sâu lá đó, dịch lá tìm sâu quý anh chị, cái cây mai của chị Hồng Loan bây giờ bị sâu nó quắn, có một con sâu làm chết cả cây mai đó nha cô chú anh chị. Dịch lá tìm sâu đi, dịch lá tìm sâu anh Ngọc đang dịch lá tìm sâu thiệt nè. Cái ý nghĩa của dịch lá tìm sâu này cũng ý nghĩa lắm á, nó cũng ngột nhọt á, ngột nhọt gì nữa ông nội. Đó thì video đến đây thì mình cũng xin kết thúc ha quý cô chú chị, chúc cho bà con cô bác gần xa trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe ha, vạn sự bình an, xin chào bà con ạ.